Quá là đẹp.
thứ bảy công ty Nhật Nam Phát chúng em bắt đầu tiếp tục tăng ca để hoàn thiện những bộ bàn ghế và những bộ bàn trang điểm cho hộ dân, tăng cường để chuẩn bị sơn. Các kỹ sư sau một ngày làm việc và chiều thứ bảy chúng ta lại gặp nhau rồi nhá. Rất là gọn gàng và chắc chắn. Sơn BU chống mọt, chống mối, chống thấm. Nước từ bên nước ngoài về rồi chưa đấy. Là đi ngoái ngoái về đi ngoái đi. Công ty em có nhiều kỹ sư rất là nghịch ngợm, vừa mài vừa ngoái như thuốc như run nhập phải thuốc. Chuẩn bị bắt đầu mang ra sơn BU nha các bạn. Cái cảnh kìa. Làm chưa xong rồi. Rất là đẹp. Nhìn như một tấm nhựa. Đẹp đấy. Người phụ nữ đảm đang giỏi giang trong kỹ thuật. Các bạn mà đến làm việc để học nghề trong ngành gỗ để mài nhám thì đến đây gặp người con gái yêu thương.
rất giỏi trong nghề 20 năm làm việc với chuyên gia nước ngoài. Xung quay lại, để lấy máy ghi xung quay, lấy một số hình ảnh rất bóng như gương. Đây là các bạn, cái này khi chúng ta sơn lên và sau đó khoảng 24 tiếng đã khô hoàn thành đầy đủ yếu tố về nhiệt độ. Các bạn lấy cái tay các bạn cào cũng không bao giờ cào được luôn, không có vân tay luôn. Chúng ta lấy một cái vật cứng cào mặt ván và độ bóng không bị chảy xước. Nè, xin nói với các bạn nha, không chảy, chống thấm, chống mọt, chống mối, chống cong vênh và đã xử lý hết đây. Bản thiết kế của những đội ngũ đã làm việc lâu năm thiết kế về trong cái lĩnh vực xây dựng phù hợp với khí hậu, môi trường, văn hóa vùng miền của các nước trên thế giới và đã có mặt và góp sức xây dựng để làm ra những cái thương hiệu để phục vụ cho bà con tại phường Tam Phước có cơ hội lâu năm trong nghề để mang lại cái giá trị cao cho những người sử dụng tại địa phương. Với tất cả các bạn, sau khi đã sơn và bây giờ CPU rồi, bây giờ sẽ sơn mặt bóng vào gỗ. Và một loại sơn này phủ lớp bóng chống chảy. Khi khô là chúng ta lấy vật cứng cà cà trên mặt gỗ, không có vết xước luôn và rất trơn và chống thấm luôn, chống mối, chống mọt, chống các loại côn trùng xâm nhập. Về kỹ thuật sơn đòi hỏi phải là những người thợ lâu năm trong nghề với tạo ra cái nước sơn bóng đều nhẵn, không phải ai cũng sơn được đâu nha các bạn. Phải mất 3 năm về ngành kỹ thuật để học về chuyên sơn về những cái sản phẩm, ví dụ ngành gỗ và xe hơi. Rồi, chúng ta sẽ xem cái độ bóng ngậy ngậy như gương, như ánh pha lê, chúng ta xem nha. Đấy, cực kỳ đẹp. Đây là sơn kết thúc của một sản phẩm của đơn đặt hàng bộ bàn ăn do công ty Nhật Nam Phát thiết kế nha các bạn nha. Đấy, bây giờ chúng ta xem là rất đơn giản, bộ bàn ghế thiết kế theo phong cách hình khối vuông cạnh. Nước sơn cuối cùng là đó là lớp phủ bóng như gương. Chia sẻ cho người ta biết thông tin. Rồi quay lại bắt mặt cho một đời. Rồi, tiếp tục chương trình đặc biệt nhất trong quả bộ bàn ăn đó là sơn. Cái gì cái này chưa khô hẳn là móc kín cái tay ấy.
khóa xe đây em ơi. Đóng rồi, chưa khóa xe đây nha. Khóa đã rồi. Thôi của để dành bố vẫn dành cho con không ạ? Sáu tỷ xin chào tất cả các anh chị, các cô thầy chú bác. Em xin phép được giới thiệu sản phẩm bên em đang thi công và đang làm và chuẩn bị bàn giao cho về ngôi nhà mới cho một vị khách tại thành phố Biên Hòa. Đây là bàn thờ tổ gia tiên, một bàn thờ mà bên em đang thi công và hoa văn được phối một loại gỗ gõ nam nữ, và bộ bàn thờ tổ tiên này hoàn toàn là gỗ gõ ngoại nhập, gỗ gõ ngoại nhập từ bàn nhỏ đến bàn to nha các anh chị. Thì đây 6 tỷ sẽ giới thiệu luôn để cho anh chị có cơ hội để bên em được phục vụ và tạo ra những cái sản phẩm đến với gia đình của các anh chị đẹp và trông cực kỳ dễ thương và bảo hành và mỹ mãn ở trong cái vấn đề sản phẩm chống cong vênh, chống mối mọt nha. Thì bây giờ em xin giới thiệu luôn về cái kỹ thuật bên em làm thì không cần phải nói, và kỹ thuật về sơn và chấm thấm, chống úng, chống mọt, chống mối thì đó là ok và được giới chuyên gia công nhận là một trong những kỹ thuật mà được giao lưu văn hóa về xuất nhập khẩu về ngành gỗ. Thì gỗ bên em sẽ nhập về đúng tiêu chuẩn của quốc tế, đó là Hiệp hội Gỗ của Thế giới, được khai thác và trồng trọt đúng theo tiêu chuẩn quy định của các nước trên thế giới và đủ tuổi mới được khai thác và sau đó trồng lại. Khi cưa cây nào, một cánh rừng nào đó sẽ trồng lại một loại giống cây một non mới. Thì đây là một loại gỗ gõ đến từ Nam Mỹ, và sau đó hai màu tại sao nó khác nhau, không phải là sơn, không phải một loại gỗ khác để bình phối nó vô, không phải là một loại gỗ gõ xong rồi ghép với lại gỗ thông hoặc là gỗ sồi vô đây, không phải. Đây là hai loại gỗ, xin lỗi các bạn, đây là hai loại màu và một loại gỗ, đó là gỗ gõ, và được trồng hai mảnh rừng, khu rừng khác nhau do thổ nhưỡng thích nghi thì cây nó sinh trưởng, do môi trường tạo ra cái vân gỗ nó trắng và một gần vân gỗ đỏ cùng một loại gỗ gõ ha. Thì bên em chọn những thân cây gỗ tròn nhập khẩu và cưa ra, được chọn lọc ra một loại trắng và một loại đỏ. Sau đó bên em sẽ thi công và phối ghép màu để tạo ra cái cách điệu nó trông rất là đẹp mà không cần phải sơn. Chúng ta sử dụng về gỗ mà chúng ta sơn lên và làm màu giả tạo thì nó mất cái chất lượng của mỹ thuật cũng như là cái công nghệ sản xuất của ngành gỗ mỹ thuật ha. Thì đây, trong cái sản phẩm này bên em đang thi công và hoa văn họa tiết và một số những cái sản phẩm bên em được làm bằng tay và bằng máy. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hy vọng nhà anh chị mà xây nhà mới có nhu cầu để làm bàn thờ tổ tiên thì bên em sẽ nhận và thi công, và cũng như là các anh chị ở phía Bắc
mà có nhu cầu đặt hàng thì bên em sẽ đo kích cỡ, kích thước và báo giá cho các anh chị để cho các anh chị đặt hàng. Và trước khi đặt hàng và nhận hàng thì bên em sẽ làm những clip kỹ thuật từ cái chi tiết nhỏ và lắp ráp như thế nào để cho các anh chị yên tâm, tránh bị tình trạng đầu heo treo đầu heo bán chó. Đúng sản phẩm, đúng chất lượng, đúng loại gỗ, đúng thi công, đúng cái từng công đoạn một để cho các anh chị tin tưởng. Và sản phẩm bên em sẽ bảo hành, bảo dưỡng cho tất cả các anh chị khi quá trình sử dụng nhiều năm có vấn đề hỏng hóc, cong vênh, chẳng may môi trường mưa gió lũ lụt vẫn mà sử dụng ok được thì bên em sẽ bảo trì cho các anh chị với phương châm là mang lại cái giá trị sản phẩm tốt và mãi mãi sau này cho các anh chị, tránh vì tiền mất tật mang mà mua những sản phẩm sử dụng về trong quá trình sử dụng cong vênh và mối ngọt. Đây là bộ bàn thờ tổ tiên gia tiên để phục vụ cho các anh chị chuyên về nội thất bằng gỗ. Bên em sẽ tạo ra những cái vân gỗ và hoa văn từ những đôi bàn tay kỹ thuật được giao lưu với văn hóa các nước trên thế giới, đó là về ngành gỗ xuất nhập khẩu về các nước trên thế giới thì nay đã có mặt tại thị trường Trung Quốc. Và 6 tỷ sẽ giới thiệu sản phẩm để cho các anh chị đến và tìm hiểu và có cơ hội để chúng em được làm việc và mang lại sản phẩm cho giá trị sản phẩm mang về cho địa phương chúng ta sử dụng. Và em sẽ quay một số cái sản phẩm của họa tiết cho anh chị, các chị, các chị xem. Và chuẩn bị bàn giao. Và ngoài ra bên em sẽ nhận thiết kế và thi công nội thất ngoài trời, những khu resort biển, những resort sọt, những cánh đồng xanh, gọi là khu vườn thân yêu của mình, có một cái không gian để thoải mái giải trí, uống nước, đọc sách, nhạc thiền để tập yoga. Thì bên em sẽ thi công tất cả những loại gỗ để cho anh chị yên tâm. Cửa, tủ, kệ, sách, văn phòng, hội họp, những nơi thu ngân, quầy bar và thiết kế những loại quán, cà phê, âm nhạc, studio, audio cho tất cả các anh chị từ phong cách hiện đại cho đến cổ điển.